Hello, xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của Lễ Minh. Ở Việt Nam mà cơm phần 30.000 một phần cơm, ăn có chết một tay nào đâu. Bạn thấy cuộc sống quê nhà, những người lao động phổ thông người ta sống rất là, nói chung là không có phải chật vật giống như dân bên Mỹ. Dân bên Mỹ cày thấy mà qua bên đó làm lao động phổ thông, các bạn thấy ngay cả những người làm leo làm vất vả tấm bề, ăn uống đồ cũng phải cần kiệm, chứ không phải đụng cái gì chứ còn chi phí tùm lum tà la, tới tháng không đủ tiền mà trả nợ trả bill là ngồi đó là thấy rầu rồi. Kinh tế Mỹ mà có chuyện gì bấp bênh khó khăn cái rồi là mày đất ơi, ngồi đó như giống ngồi trên đống lửa. Tình hình kinh tế Mỹ hiện nay tôi nói các bạn, nó đang nằm trong một cái giai đoạn rất là nguy hiểm. Những cái công ty hãng cũng nó đang chuẩn bị gọi là sa thải nhân viên rất là nhiều. Tôi nghi là có thể phải trong mùa hè hoặc là bước vô quý thứ ba là nó sẽ chuẩn bị sa thải. Tại vì nhiều công ty các bạn biết về vấn đề làm bên công nghệ cao á, khai thác á, nó đang rất là nhiều khó khăn, tài chính nó cạn kiệt, chi phí nó thâm đủ mọi nơi. Bên cái ngành mà công nghệ cao các bạn thấy, nhưng mà ở Việt Nam người dân Việt Nam lao động rồi, cảm ơn nha, người ta sống vẫn thoải mái thì các bạn, người ta lao động, người ta làm cái gì các bạn thấy không? Sống mưu sinh của họ. Chiếc chuồng bên đó có bán gì? Dạ không có. Dạ. Chú đâu à? Xài bán. Dưới ở quê nhà các bạn. Những người dân lao động bên này các bạn, một phần cơm nếu mà mình ăn bình dân không có gì phải quá cao lương mỹ vị, nó bình dân thật sự ra cũng ngon lắm, thịt cá tôm đồ đầy đủ chứ không phải là nó quá bèo các bạn biết không. Có 30.000 này, 30.000 là nó hơn đô rồi. Đô 23.000 rồi, đô hơn 23.000 anh chị các bạn thấy người ta sống cũng đâu có chết một tay nào đâu, chứ ngồi đó trông chờ qua Mỹ. Thật sự ra những cái lớp trẻ mà gia đình có điều kiện thì họ cho con họ đi ra nước ngoài, cái đó là chuyện bình thường, vấn đề mưu cầu hạnh phúc của mỗi từng cá nhân. Anh chị các bạn thấy đó, bên này Việt Nam nói chung tuy rằng cái về mặt xã hội nó cũng có những cái nan đề mà không đến nỗi nó quá khủng khiếp và nghiêm trọng, và những cái cơ quan chính phủ ở cấp cao người ta làm nhiều một cách triệt để làm sao ổn định được cái đời sống của người dân lao động phổ thông hàng ngày. Các bạn thấy thì cái tầng lớp lao động phổ thông đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong cái nền kinh tế Việt Nam chứ không phải là nhỏ. Quý ông bà chị các bạn nhìn lại cái COVID vừa rồi đó, chỉ cần mà tiểu thương mà bị tê liệt mà không có buôn bán kinh doanh, nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế khủng khiếp lắm chứ. Cho nên chính phủ, những người lãnh đạo ở cấp cao người ta nhìn thấy điều đó. Tại hiện nay Việt Nam mình là thị trường kinh tế theo cái gọi là định hướng, để làm sao cho nó hài hòa, chính sách ngoại giao của nhà nước Việt Nam phải nói là rất là ưu việt, tôi thấy là như vậy đó. Đi tìm những đối tác, đi tìm những cái vùng đất kinh tế để làm mà đến biển báo, để mà xuất khẩu cho ngành nông nghiệp Việt Nam, ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng được bền vững hơn, mình bớt lệ thuộc vào cái thị trường của Trung Quốc, và mình có những cái thị trường châu Âu và Bắc Mỹ nó sôi động hơn và nó vững vàng hơn. Tại vì những cái Bắc Mỹ và châu Âu cái thị trường đó, cái dân trí của họ rất là cao, họ tiêu xài chuẩn mực, họ ăn xài lớn chuẩn mực, đây tôi nói là cái gì nó ra cái đó đời sống nó cao, thành ra nó sẽ tiêu thụ hàng hóa của
gọi là thiếu lương thực, hương thực thực phẩm, chiến tranh vừa rồi đây xảy ra cũng vậy. Nhưng mà Việt Nam mình cung cấp cái ngành thực phẩm nông nghiệp rất là mạnh. Mấy năm gần đây gần như là mình không có bị gọi là khủng hoảng về vấn đề mà nông nghiệp giống như những năm trước, tại vì cái đường cái hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam ngày càng vươn ra khắp năm châu bốn bể, đi đến mọi nẻo của những cái đất nước trên thế giới. Thì bà con nông dân ở cái vùng đất này, tôi nói anh chị các bạn nha, ngành thủy sản phát triển rất là mạnh. Họ cất những cái căn biệt thự không giật mình thôi, chạy ngang tiến độ tiến đường này phụ hiệp thì thôi. Mấy em những cái biệt thự thấy mà nóng lạnh luôn. Dân mà Việt Kiều mà tôi nói không có cửa, mấy ông mà cái biệt thự cất không nóng lạnh thôi mà dài dài đây nó cất nhiều lắm. Dân thủy sản, dân kinh doanh rồi dữ dằn. Các bạn thấy họ khá lên rất là nhiều. Đây cái biệt thự đang cất rồi, ở dưới kia là mấy cái đang cất nữa. Thấy không? Cất cái nào có lấy mấy chục tỷ, 40-50 tỷ. Như vậy mới là gọi là biệt thự. Cái còn mà mấy tay mà chạy qua Mỹ bỏ quê hương cầm tiền đi qua đưa cho Mỹ năng qua đó rồi mua mấy cái truck home các bạn. Nhà nó xây thường thôi, cứ là mấy ông truyền thông báo chí à, ôi biệt thự của ông này, biệt thự của ông nọ, bà nọ qua Mỹ rồi, mà toàn là họ không bị hiểu đấy, nhà nó tươm tất, họ nghĩ đó là biệt thự. Bên Mỹ các bạn biết, bên Cali mà đụng vô nhà bạc triệu đô nó cũ mẹ mà, nó cũ ơi là cũ luôn, mà đóng thế hả, đóng khoảng 10% tiền thuế. Cali đóng thế mất giá mà, Cali với tax nó đóng thế ghê hồn lắm. Nó đóng mà nó đóng hàng năm chứ không phải ở Việt Nam mình mua mình xây một lần đóng một lần vậy thôi. Còn bên Mỹ các bạn biết hàng năm nội không tiền thuế má mua một cái nhà một chị là một năm mà đóng muốn ứ hự. Bởi vậy dân mà Cali, dân Việt Nam Cali mua nhà xong rồi cái làm phòng lên cho thuê cái đặng kiếm thêm cái thu nhập phụ tiền thuế tiền này tiền nọ, chưa nói tiền bảo trì nha các bạn. Các bạn biết nó hư hao sửa chữa rồi nó mắc dạ màng luôn. Bởi vì dân Mỹ họ sống ở những cái khu gọi là nhà trọ chung cư rồi rất là nhiều, tại vì họ không muốn bị lệ thuộc vào trong vấn đề nhà cửa bảo hiểm rồi tiền thuế rồi đủ thứ hết trơn á. Ở Mỹ ôm cái nhà giống như là ôm cái cục nợ mà ôm nó đi, rồi khi mà mình thiếu nợ thiếu thế rồi thì mình sẽ thấy mất công ăn việc làm. Nếu mà trả mà một cái mà trả gọi là trả nợ tiền nhà đất đó, mà thiếu nó coi chèn là coi nó phạt tía má nhịn ra bị rồi bị gì vậy, nó phạt thẳng tay. Thiếu nợ nó chỉ cần qua một cái giờ khung giờ của nó thôi, cái ngày khung giờ của nó thôi là nó phạt tới, nó không có nói gì nhưng nó cộng tới chừng nào trả nó không nổi là nó liên cái nhà đó, có nghĩa là nó sẽ ở Việt Nam gọi là quá giá đó, nó sẽ quá giá, nó liên nó xong rồi nó gì đó, nó gì chế quên rồi ta, nó đưa người xuống, đưa luật sư cảnh sát xuống là phải ra khỏi cái nhà đó. Ở Việt Nam gọi là gì đó, khi mà những người mà thi hành công vụ họ xuống quản chế, gọi là quản chế nên gì các bạn. Cuộc sống ở quê nhà nói chung là làm biết cần cù, không có đến nỗi mà quá ư là thiếu thốn chật vật giống như bên Mỹ đâu. Các bạn thấy tôi chia sẻ rất nhiều lần, nhiều người xa cơ thất thế lỡ bước chèn ơi khổ lắm anh chị các bạn ơi. Các bạn thấy những người mà nhân công nó làm vậy đó, đứa nào vậy họ sống tàn ở nhà có đất có vuông có làm thêm nông nghiệp á, thủy sản đồ đó, trồng trọt chăn nuôi rồi sống tàn thôi, có chết tay rồi đâu, có cần
cũng đâu có cần phải chỉ qua Mỹ tôi mới đổi đời đâu, có nhiều người qua Mỹ có đổi đời được đâu, các bạn thấy qua rồi làm lụng rồi đời sống nó cao, sống rồi phải vô gia cư kèm rồi phê lắm, tôi có phải giỡn đâu. Tất cả nó chỉ là cái sự hào nhoáng, không phải là mình chê nước Mỹ hay cái gì, tại vì mấy cái tụi chống cộng nó lên mạng nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam rồi nó cho nhiều người ăn cái bánh vẽ, quý vị biết không, là mình ngồi đó mình mơ mơ qua Mỹ để bằng chị bằng anh bằng em. Nhưng mà các bạn ơi, người Việt của mình, tôi nói nếu mà sự thành công của người Việt mình cũng đếm đầu ngón tay à, tại một số người nó nổ nổ rồi đếm đầu ngón tay à. Thống kê tụi BBC của tụi nó còn thống kê à. Người Việt mình là lép vế nhất trong tất cả các cộng đồng, mà nói về vấn đề mà trình độ học vấn, về sự thành đạt cũng được, thua xa cộng đồng người qua những cái cộng đồng khác, là người Việt của mình còn đi xa lắm, tại vì mấy người chống cộng nó nổ thôi chị các bạn, nó nổ banh xác luôn, rồi nó cho những người trong nước, những người mà họ không biết về cái đời sống thật sự bên Mỹ như thế nào chị các bạn, rồi họ tưởng nó thật. Bởi vì ở đâu mà mình có cơ hội thì mình cứ tiến thân thôi, ở quê nhà mình tiến thân mà mình có được cái cuộc sống vững vàng thôi. Bây giờ có tiền, tôi nói chuyện các bạn đi đâu cũng được, có tiền mua cả nước Mỹ, có tiền qua đó mua nước Mỹ mình làm chủ, chứ còn mình qua đó mình phải làm tôi mội cho thằng Mỹ làm thì cu ly thấy mẹ luôn. Có cái phanh tay dạ thưa không, các bạn thấy có dám nói gì đâu. Ở Việt Nam tôi nói các bạn, nhiều người bán trà sữa, tôi nói một tháng kiếm mấy chục triệu, họ bán trà sữa, bán cam vắt, họ chịu khó họ bán, họ dạ họ kêu làm một chiếc xe đậu ở góc nào đó họ bán chè, còn họ bán gì gọi là dịch mà họ cắt ra cái họ chiên đó bạn, vậy mà họ sống lo cho con cái ăn và cuộc sống trong nhà sắm cửa. Các bạn thấy những cái em này làm gì? Nhà là có đất có vuông đi làm rồi kiếm thêm, có thêm cuộc sống thu nhập nữa, đâu có phải mà ngồi đó mà phải tôi qua trời Tây qua Bắc Mỹ thì tôi mới trở thành ông này bà nọ, mơ đi không có đâu, không có dễ đâu. Tôi sống ở Mỹ tôi biết mà không có đơn giản như mà những cái tụi mà xuyên tạc chống phá quê hương đất nước tụi nó tiên truyền đâu. Tại vì tôi sống ở Mỹ lâu rồi, các bạn biết tôi có được cái 4 tiếng tiếng Anh và một cái chút kiến thức và cái kinh nghiệm sống, cho nên tôi bươn chải được. Và những cái thời kỳ mà nước Mỹ nó còn gọi là sôi động, kinh tế nó còn ổn định, bây giờ chính sách toàn cầu hóa của nó và cái thị trường thế giới nó đã thay đổi cái cuộc chơi, khiến cho dân Mỹ các bạn biết bây giờ khốn khổ, chứ không phải là như các bạn nghĩ đâu. Dân Mỹ bây giờ họ vất vả lắm, họ làm việc đầu tắt mặt tối, muốn ăn xài thì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Theo thống kê thì hiện nay các bạn biết 2/3 dân Mỹ là họ thiếu nợ rất là nhiều, nó gọi là và họ bị gọi là deep trong cái vấn đề bị deep, là họ bị lún sâu trong cái vấn đề mà nợ nần, họ ăn trước trả sau. Cho nên tình hình kinh tế trong lúc này rất là nguy kịch, chứ không phải các bạn thấy những cái hào nhoáng bên ngoài tưởng đâu là ngon. Năm 2008 nó là một bài học, anh chị các bạn thấy đó, nhiều người mất nhà mất cửa mất tài sản, nó làm tan nát hết cả một sự nghiệp tương lai,
bao nhiêu tiền bạc công sức mồ hôi nước mắt đổ vô, ngồi đó ca ngợi nước Mỹ, cuối cùng mất hết trơn hết trọi, phải làm lợi. Tới nay mà kinh tế Mỹ nó còn chưa có phục hồi thì bây giờ nó gặp khủng hoảng Covid, các bạn thấy đó, đủ thứ đó. Rồi chiến tranh, rồi lạm phát, thế giới đang có rất nhiều khó khăn anh chị các bạn. Trong khi ở quê nhà mình, các bạn thấy đời sống vật chất nó còn thấp, những người lao động phổ thông họ cần cù siêng năng, họ kinh doanh, họ cũng vẫn sống tàn tàn thôi. Đây là bụi. Thôi thì mình lái đây. Các bạn chiên các bạn trong diễn đàn mình nữa nha. Bye bye.